Chiều ngày 12 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Mỹ Tho, công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân của vụ xà lan tông chìm hai bè cá trên sông Tiền. Trước đó, anh Lê Văn Vũ, 36 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, cầm lái chiếc xà lan mang biển số ở Trà Vinh, tải trọng trên 1.300 tấn, chở 27 container chạy trên sông Tiền theo hướng từ các tỉnh miền Tây đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến thủy phận thuộc xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì xảy ra va chạm và đâm vào bè cá nuôi do anh Hồ Châu Phương Quang, 34 tuổi, ngụ phường 7, thành phố Mỹ Tho làm chủ. Cú va chạm mạnh làm chìm hai bè nuôi cá chấm cỏ khoảng 12 tấn, 18 tháng tuổi chuẩn bị thu hoạch và cá chép khoảng 6 tấn, 1 tháng tuổi của anh Quang, khiến toàn bộ số cá trong bè thoát ra sông. Ngoài ra, cú va chạm còn làm hư hỏng và chìm 150 bao thức ăn. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang khẩn trương đến hiện trường, phối hợp công an thành phố Mỹ Tho khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông qua khu vực trên. Theo ngành chức năng, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng trên 800 triệu đồng. Nguyên nhân vụ việc theo trình báo của thuyền trưởng Vũ là do vào thời điểm trên có sóng và gió rất mạnh dẫn đến khuất tầm mắt quan sát nên dễ gây tai nạn.